Chào tất cả anh em nhé. Ok em. Mày vác 100 anh em ạ. Vác 100 vào quất vài tay xem x1, x2, 4. Tay đầu thì mình cứ vào nhẹ nhé. Sáu, bảy. Lấy con chín nào. Tay đầu ghế anh em ạ. Con năm, cái bảy. Hiện tại mình đang chơi con game leo 79 anh em. Nếu anh em nào muốn trải nghiệm con leo 79 thì mình có để link ở dưới phần bình luận cho anh em đăng ký anh em. Anh em đăng ký thì anh em nhận được 39k. Với lại khuyến mại nạp đầu là 100% nha anh em. Anh em nạp một củ thì anh em sẽ được hai củ đấy. Tự tin thay phát vào cái mẹ hay trục nhà anh em. Bắt quả cầu bịt xem có đỡ không. Cái cài đi em ơi. Thôi xong luôn anh em ạ. Đi 26 à? À đi 2 mấy anh em ạ? Phải 26. Tay đầu mình vào nhẹ 6 củ hay là 4 củ nhỉ? Thôi bắt môn bộ đi anh em ạ. Gấp tiếp theo quả cầu môn 1. Quả cáp gì tầm này đang gãy. Cái bảy. Ok em hút mình ạ. Ăn hai tay nữa, tặng cho 5 con xe nhá. Bá môn một là ăn chắc em. Còn 9 điểm. Lên con 9. Ui giời. Đen vậy. 3. Ui mày quá anh em ạ. À. Cái không. Còn 3 mà cũng ăn. Được. Quả cáp không phải xin. Mẹ cứ đớp là mẹ tặng luôn cho. Tay nhẹ phát đi, sợ cầu nó gãy anh em ạ. Cầu chạy 11 4 cây. Nào. Ui, ăn rồi này anh em. Ăn rồi này anh em. Vãi thật anh em ạ. Con không cái không. Biết thế ôn in vào hòa mẹ đi anh em ạ. Hòa với con. Pha này 17 đi anh em ạ. 19 luôn đi cho nó nóng. Đúng rồi, chuẩn ở đấy. Chuẩn ở đấy. Cứ đớp là có ô tô nhá em ơi. Hai con đi mà. Tiếng này đánh bé quá. Khả năng cầu nó sẽ đi bê đi em ạ. Cứ nhẹ nhàng cho nó chắc chắn rồi.
con 7, con 5. Ôi trời ơi, mà nhìn không gió anh em ạ, nhìn không gió anh em ạ. Về đâu úp đỏ đi anh em, 30 đi, một là hòa vốn. Hai là còn không đồng ấy. Nào. Ui sai ơi, cái sáu kìa. Đứng chuẩn rồi đấy. Chuẩn 22 đấy, sợ pha này đi 123 nhưng mà. Không sao em ơi. Ăn là khác có quả. 5 quả đi. Ăn là có quà này. 123 đi, tính này. Hiện tại đang lái được 50 anh em ạ. Vác bật 100 vào mà quất chẳng nhẽ mà không lên được anh em. Gì vậy? 5 mà. Ui, cái một anh em ạ. Biết thế đéo thắc ở mấy con xe kia nữa anh em ạ. Ok game nhà mình nhá, chốt là 50 thôi anh em ạ. Hẹn em ở những cái video sau nha anh em. Nếu anh em nạp còn game N79, khi anh em nạp anh em liên hệ lên trên hỗ trợ để xin khuyến mại anh em, hoặc anh em có thể nhắn tin qua Telegram của mình để mình hỗ trợ anh em. Đấy. Nếu mà anh em chưa biết nạp và nhận khuyến mại thì anh em nhắn tin qua cho mình anh em.